Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi bản tin chất lượng cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi luôn đem lại những thông tin mới từ trong và ngoài nước và tôi là Thanh Bình, đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình này. Không phát triển ồ ạt điện mặt trời theo phong trào. Cấp phép nhập khẩu 204.000 liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Tiết lộ, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép bị phạt tới 80 triệu đồng. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm về phát triển điện mặt trời, mặt đất và trên mái nhà. Bộ Công Thương được giao chịu trách nhiệm chính phối hợp với các địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN rà soát tổng thể các dự án điện mặt trời mặt đất, điện mặt trời mái nhà. Thời gian qua, việc phát triển điện mặt trời ở nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần khai thác hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời có nhiều tiềm năng ở nước ta, qua đó đảm bảo cung ứng điện, an ninh năng lượng. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến cuối năm 2020, tổng công suất nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia chưa tính đến điện mặt trời mái nhà đạt khoảng trên 62.000 MW. Trong đó, công suất các nguồn điện mặt trời trên mặt đất đạt 8.338 MW, công suất nguồn điện mặt trời trên mái nhà tham gia cung ứng điện đến cuối năm 2020 ghi nhận khoảng 8.000 MW. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà không được kiểm soát phù hợp với nhu cầu sử dụng điện. Đặc biệt vào tháng 12 năm 2020, gây khó khăn trong công tác vận hành hệ thống điện quốc gia, nhất là do đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ theo hướng bất lợi đến tăng trưởng kinh tế của nước ta, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện giảm. Ngay từ đầu năm 2021, EVN đã phải xây dựng và thực hiện phương án cắt giảm nguồn điện mặt trời cũng như nguồn điện năng lượng tái tạo khác trong hệ thống điện quốc gia, có thể gây lãng phí nguồn lực xã hội và tâm lý lo lắng, bức xúc của nhiều nhà đầu tư. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có nhiều phản ánh về phương án EVN dự kiến cắt giảm nguồn năng lượng tái tạo trong năm 2021. Để đảm bảo việc phát triển điện mặt trời theo đúng quy định và phát huy hiệu quả chung tốt nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, EVN và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện rà soát tổng thể. Ngoài ra, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và phát triển điện mặt trời mái nhà tại các địa phương, các công ty điện lực thời gian vừa qua, đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có, nhất là các hành vi trục lợi chính sách trong triển khai điện mặt trời áp mái thời gian qua, nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả tốt nhất đối với nguồn năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời trong thời gian tới. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn số 1215 QLDKD gửi công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam về việc nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho việc phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được đơn hàng số AZ02/21-64/AZD1222 Korea để ngày 2 tháng 2 năm 2021 của công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam về việc nhập khẩu vaccine chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Cục đồng ý để công ty nhập khẩu 204.000 liều vaccine COVID-19, vaccine AstraZeneca. Theo Cục Quản lý Dược, vaccine nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phải đáp ứng các điều kiện đi kèm việc phê duyệt vaccine được ban hành kèm theo quyết định số 983/QĐ-BIT ngày 1 tháng 2 năm 2021 của Bộ Y tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc chất lượng vaccine nhập khẩu và đảm bảo về việc sử dụng vaccine đúng mục đích, an toàn, hiệu quả theo cam kết. Ngoài ra, công ty phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc và các quy định về dược có liên quan. Dự kiến trong quý 1 năm nay, vaccine AstraZeneca sẽ được tiêm cho người dân.
Thưa quý vị, Bộ Công an vừa đề xuất xử phạt từ 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ các dữ liệu cá nhân như tên, tuổi, năm sinh, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của chủ thể đó. Theo dự thảo nghị định, dữ liệu cá nhân được chia làm hai loại. Trong đó, loại dữ liệu cơ bản gồm họ và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, nhóm máu, giới tính, số điện thoại, nơi sinh, nơi thường trú, số chứng minh nhân dân, căn cước. Loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm quan điểm chính trị, tôn giáo, tình trạng sức khỏe, dữ liệu và di truyền. Bộ Công an đề xuất xử phạt 50 đến 80 triệu đồng với trường hợp cá nhân tổ chức tiết lộ, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép, chưa được sự đồng ý của cá nhân, gây tổn hại đến nhân phẩm, danh dự của người bị tiết lộ. Mức phạt trên cũng được Bộ Công an đề xuất với các vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân hay hủy xóa dữ liệu cá nhân trái phép. Mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi vận chuyển dữ liệu cá nhân trái phép qua biên giới, vi phạm đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Theo dự thảo nghị định, thẩm quyền xử phạt hành chính với các hành vi trên là Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp mời quý vị gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 6264 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể gửi hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com hoặc qua hotline 024-357-47649. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.